Có thể bạn chưa biết, Clearwater là mã pháp môi trường đầu tiên được phát hành với độ hiếm là Secret Rare. Trong phim hoạt hình, tộc bài Clear là một tộc bài cực kỳ đặc biệt khi các quái thú của tộc bài này không hề có thuộc tính, là attribute đó các bạn. Bởi vì quái thú Clear không có thuộc tính, nên môi trường Clearwater dành cả thanh xuân để đi phá rối thuộc tính của người khác. Khi môi trường này được kích hoạt, người chơi sẽ chịu ảnh hưởng tùy theo thuộc tính quái thú họ điều khiển. Like, người chơi phải ngửa toàn bộ bài trên tay ra. Đó, không được tấn công nếu được khiển nhiều hơn một quái thú. Earth, trong standard play của bạn, chọn và tiêu diệt quái thú ngửa của bạn điều khiển. Water, cuối lượt của bạn bỏ một lá bài từ tay xuống mộ. Fire, cuối lượt của bạn nhận 1000 thiệt hại. Win, trả 500 điểm gốc mỗi lần kích hoạt ma pháp. Chỉ có tộc Divine là không bị ảnh hưởng bởi cái bộ bài cà chớn này. Ở ngoài đời là Obelisk Osiris ra với Holacti. Trong truyện và hoạt hình có thêm bộ ba Wicked God, bộ ba Secret Beat và bộ ba Acer nữa. Người sử dụng bộ bài này là Suzuke Fujiwara, nhưng danh tính thực sự của anh chính là quái thú Onest.